Thứ bảy thì ngắm khi quân ở giờ đã đánh Đức Chúa Giêsu đoàn thì người mặc áo vào mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh thì quân ở giờ lại giật áo đi cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra ở theo nó liền khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đó đoán lấy những gái khoanh tròn làm nén đông vào đầu Đức Chúa Giêsu 72 cái gái thì lọt vào óc mau chạy xuống đây mặt rồng ở rồng nó liền khiến người ngồi đoán quỳ xuống nhau rằng tâu vua du dêu cũng dỗ ngáng mặt có đưa lấy rồi mà và tên gai lọt vào cho lắm có kẻ thì và ngáng mặt cho nên máu trong miệng chảy ra khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mới kinh kinh nhớ mừng thương Đức Chúa Giêsu là Chúa Trời thật xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cho cả sáng nơi Cha trì đền, ý Cha thiên giới đất cũng như trên trời.